Cha đã tìm trong nhà thờ và xung quanh đây rồi, nhưng không thấy mèo nhỏ của con. Làm sao đây cha? Chúng ta tìm khắp nơi mà không thấy mèo nhỏ. Con gái à, qua năm mới cha sẽ mua cho con một bạn mèo khác nha. Bây giờ chúng ta nên về nhà thôi. Nhà chúng ta rất xa nhà thờ, nếu không về nhanh sẽ qua giờ đón giao thừa đó. Em vẫn muốn tìm mèo nhỏ sao? À, em đang tìm một em bé bán diêm rất là đáng yêu và lễ phép. Em đã hứa sẽ mua diêm giùm cô bé ấy sau lễ cuối năm. Đêm nay là đêm giao thừa, chắc cô bé ở nhà đón giao thừa cùng gia đình rồi. Chúng ta mau về thôi. Phải nhanh lên, mình phải chạy nhanh lên. Mèo nhỏ, may quá, mình tưởng cậu chạy đi lạc nữa rồi. Nhanh lên, chúng ta sắp đến nhà thờ rồi.